Triệu tập nam thanh niên tung tin thất thiệt trên Facebook. Dựa trên vụ án mạng xảy ra ở Vĩnh Phúc, Cao Thái Dương đã sử dụng tài khoản Facebook tung tin thất thiệt khiến cho dư luận hoang mang. Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa triệu tập Cao Thái Dương, sinh năm 1993, trú khu 10, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, để làm rõ về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, vào ngày 8 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân, Dương có đăng tải thông tin với nhan đề bài viết "Lại thêm một vụ án mạng chém cụt đầu tại Việt Trì, Phú Thọ do nợ tiền mua điện thoại". Nội dung bài viết dựa trên tình tiết vụ án mạng xảy ra ở Vĩnh Phúc ngày 3 tháng 7 năm 2017, chỉ thay đổi tên, tuổi nạn nhân, hung thủ và địa điểm xảy ra vụ án. Sau đó dùng hình ảnh cá nhân của mình để đăng tải lên trên mạng xã hội. Ngay sau bài viết trên được đăng tải, lập tức đã có hàng trăm lượt người truy cập và chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sáng ngày 9 tháng 7, cơ quan điều tra công an thành phố Việt Trì đã triệu tập Cao Thái Dương để làm rõ về hành vi tung tin đồn trên. Tại cơ quan công an, Dương khai nhận, sau khi vào mạng Facebook thấy bạn bè đưa những tin bứng bài báo với nội dung không đúng sự thật, nhằm mục đích là trêu đùa nhau, sau đó Dương cũng vào ứng dụng Brand rồi tải bài viết có sẵn, chỉ thay đổi một vài thông tin đăng tải trên Facebook. Sau một giờ đồng hồ đăng tải thì có khoảng 20 lượt bạn bè chia sẻ và điện thoại hỏi Dương xem có thực hư hay không vụ việc trên. Lúc này thì đối tượng mới thấy tính chất nghiêm trọng về việc mình đã làm và đã tự gỡ bỏ, tuy nhiên đã có quá nhiều người truy cập đọc những thông tin này do Cao Thái Dương phát tán. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố Việt Trì tiếp tục làm rõ.